Hello các anh chị, Hoa đang có mặt ở Eco Park. Đây là một trong số những cái khu vui chơi ở gần Eco Park. Tại sao Hoa lại đến đây? Đó là một cái việc mà Hoa đã lên kế hoạch cách đây một thời gian cũng tương đối là lâu rồi. Khi mà Hoa đạt được cái một cái mục tiêu nào đó trong công việc kinh doanh Kangen của mình thì Hoa sẽ làm cái việc gì? Và tới Eco Park là một trong số những cái việc mà Hoa lên kế hoạch để Hoa làm. Và cho tới ngày hôm nay thì mình đang thực hiện cái việc này. Cái đó là gọi là cái gì đó, mình đang gọi đó là ăn mừng chiến thắng, celebrate success, thậm chí là celebrate your small success, tức là mình ăn mừng những cái chiến thắng, dù là những cái chiến thắng rất nhỏ nhất thôi, đúng không ạ? Tại sao mình lại phải ăn mừng chiến thắng các anh chị? Các anh chị có đồng ý với Hoa là nếu như mình là một người tự tin, mình có được sự tự tin thì công việc, kinh doanh, mọi thứ trong cuộc sống của mình, cái xác suất để mình có thể được thành công ấy, nó sẽ cao hơn rất là nhiều không? Mọi thứ mình sẽ dễ dàng để thành công hơn nhiều nếu như mình có được sự tự tin. Đó là cái lý do tại sao người ta phải khuyên mình là tốt nhất là bạn đừng có nên rơi vào nợ nần. Vì khi bạn rơi vào nợ nần thì lúc đó bạn đang mất đi quyền kiểm soát. Bạn không còn cái quyền để kiểm soát nữa mà bạn đang trao quyền, cái sự kiểm soát sang cho một cái người khác. Nó có thể là cái người mà cho bạn vay tiền. Đó là lý do người ta nói là tại sao không có nên rơi vào nợ nần, là vì như vậy đấy ạ. Ăn mừng chiến thắng. Ăn mừng chiến thắng hiểu một cách rất đơn giản, đó là bạn tự thưởng cho bản thân mình khi bạn đạt được một mục tiêu nào đó hoặc bạn làm được một cái điều gì đó mà bạn rất là khát khao và mong muốn để đạt được, một cái hình thức để mình tự thưởng cho bản thân mình. Nếu như các anh chị có thực hành chia 6 hũ tài chính theo phương pháp của ông T. Harv Eker ấy, thì một trong số những cái hũ tài chính mình gọi là quỹ ăn chơi, hay còn gọi là play jar, tức là cái quỹ mà cứ có thu nhập về thì bạn trích ra một phần. Nó có thể là 5% tổng thu nhập của bạn, nó có thể là 10% tổng thu nhập của bạn. Bạn dùng cái việc đó để bạn ăn chơi, để bạn tự thưởng cho bản thân mình sau khi mình đã rất là nỗ lực để mình đạt được một cái mục tiêu nào đó. Thì đó là cái cách để mình lên kế hoạch tài chính dùng cho cái việc này, dùng cho cái việc ăn mừng chiến thắng này, đúng không ạ? Bởi nghĩ ăn mừng chiến thắng ấy, nó là một cái việc rất đơn giản, nhưng mà không có nhiều người có được cái thói quen này. Và khi các anh chị có được mình có cái thói quen gọi là ăn mừng chiến thắng ấy, thì nó tạo nên được cái momentum, tức là nó tạo nên được cái động năng, tức là giống như mọi thứ nó đã vào guồng ấy, mình có được một cái thói quen là ăn mừng chiến thắng, nó cho các anh chị sự tự tin và nó làm cho anh chị trở thành một cái người gọi là unstoppable, là vì như thế. Và đó cũng là lý do các anh chị trong khi mà mình làm việc Kangen ấy, thì Hoa luôn hướng dẫn các anh chị là gì? Mình có mục tiêu, mình có big why là cái việc đầu tiên, sau đó mình có mục tiêu. Mục tiêu của mình là gì? Khi nào mình bán được đơn hàng đầu tiên, khi nào mình lên vị trí 2A, 3A, 6A, vân vân, các cái vị trí khác nhau trong cái công việc kinh doanh của mình. Thì đồng thời với cái phần mục tiêu ấy, mình có deadline và mình có luôn là mình sẽ ăn mừng chiến thắng như thế nào. Mình sẽ làm cái việc đó ở đâu, với ai, mình làm cái việc gì và ở đó, khi mình làm cái việc này, mình sẽ cảm thấy như thế nào. Đó là một cách để mình lên kế hoạch ăn mừng chiến thắng. Và đó cũng là cái cách chắc chắn để đảm bảo cho bản thân các anh chị rằng là các anh chị sẽ ăn mừng chiến thắng, chứ mình không có bỏ qua. Chiến thắng nó đến với mình, thành công nó đến với mình, mà mình đón nhận nó một cách rất là thờ ơ, mình không có cái cảm xúc đi vào ấy ạ, thì nó rất là khó để cho các anh chị có thể lưu giữ lại những cái cảm xúc này. Và cái tiềm thức, cái não bộ của các anh chị thì nó cần những chất liệu này để nó có thể hoạt động hiệu quả được. Và có hai cái điều Hoa cần chia sẻ với các anh chị về cái việc ăn mừng chiến thắng. Thứ nhất, đó là cái thói quen ăn mừng chiến thắng của mình ấy. Ăn mừng chiến thắng là mình tự thưởng cho bản thân mình. Mình tự thưởng cho bản thân mình. Và ăn mừng chiến thắng, bạn có thể ăn mừng những cái thành công nhỏ trong cái tiến trình của bạn, trong cái hành trình của bạn, chứ không nhất thiết phải đợi cho tới khi bạn đến cái đích sau cùng. Ví dụ, cái đích của bạn trong kinh doanh Kangen chẳng hạn là bạn muốn lên 6A2-3. Đó là một trong số những cái đích rất là phổ biến, rất nhiều người kinh doanh Kangen muốn đạt được. Nhưng mà thậm chí là trước cái mức 6A2-3 thì mọi người muốn lên là mức 6A. Thế còn 2A thì sao? 3A thì sao? 4A thì sao? 5A thì sao? Chẳng nhẽ bạn khi bạn đạt được những cái mức này bạn không có làm gì cả, và bạn phải đợi cho tới khi bạn lên được 6A rồi thì khi đó bạn mới đi ăn mừng, bạn mới gọi là ăn mừng cái thành công của mình hay sao? Đúng không các anh chị? Ăn mừng chiến thắng, bạn cần làm nó theo cái tiến trình, ăn mừng những cái thành công nhỏ nhất
Và sau đó để cho bạn ấy có được sự tự tin, bạn có được cái momentum, tức là cái động lượng ấy ạ, nó thành cái quán tính, thì sau đó bạn sẽ có cái thói quen thành công nhỏ ăn mừng, nuôi dưỡng cái cảm xúc, đi ở cái cảm xúc chiến thắng, cái cảm xúc hạnh phúc vui vẻ của mình khi mà mình đạt được một cái mục tiêu nào đó. Đó là cái cách mình phải làm ăn mừng chiến thắng, làm nó trong cái chuyến hành trình của mình, chứ không phải đợi cho tới khi đích đến. Nếu như cái mục cái trong cái tiến trình hành trình của mình, bạn nói rằng ở lên 2A, lên 3A nó không quá gọi là một cái mục tiêu quá là dữ, không phải là cái gì đó quá là gọi là hoành tráng để mình gọi là đi ăn mừng chiến thắng. No, không có phải như vậy đâu các anh chị ạ. Cái cách bạn ăn mừng chiến thắng thì bạn cần phải có, còn cái cách bạn làm như thế nào thì nó tùy thuộc vào bạn. Bạn không nhất thiết phải đặt một cái chuyến du lịch xa xỉ đi một cái nơi nào, thành phố nọ hay là đất nước kia để bạn ăn mừng chiến thắng của mình. Nó có thể cực kỳ đơn giản thôi. Ví dụ như đối với Hoa, uống một cốc cà phê ở Starbucks nó có thể là một cái cách để Hoa ăn mừng chiến thắng. Đi xem một cái bộ phim hay, một bộ phim thuộc về hành động ấy, nó có thể là một cách để mình ăn mừng chiến thắng. Tự thưởng cho mình một cái món đồ mà mình yêu thích, nó có thể là một cái microphone dùng để thu âm, nó có thể là một cái đôi giày mình yêu thích, nó có thể là một cái vật gì đó mà mình mong muốn được sở hữu nó. Cách ăn mừng chiến thắng nó cực kỳ đa dạng, và bạn không cần phải có quá nhiều tiền bạn mới có thể ăn mừng chiến thắng được, cực kỳ là đơn giản. Vì vậy hãy ăn mừng chiến thắng từ những cái nhỏ nhất, đúng không ạ? Và ăn mừng chiến thắng theo cái tiến trình. Cái số 2 ạ, nhiều người ta bị hiểu nhầm cái khái niệm gọi là thành công hay là cái khái niệm là chiến thắng. Tức là đó là cái lý do mà mình phải định nghĩa lại chiến thắng là gì, thành công là gì. Có những người á, họ nghĩ rằng là phải làm một cái gì đó thật là giống kiểu mình phải làm việc, làm một cái nhiệm vụ gì đó thật là vất vả, thật là cực nhọc, thật là khó khăn mà mình đạt được nó thì khi đó mình mới cần phải ăn mừng chiến thắng. Nếu như bạn đang làm cái việc này thì hãy cân nhắc để dừng nó lại ngay. Bởi vì sao? Việc này bạn đang vô hình dung, bạn đang sâu chuỗi là gì? Cứ phải làm việc khó khăn, cứ phải làm việc vất vả nhọc thì mới được tự thưởng cho bản thân mình. Cái cơ thể của mình, cái bản thân của mình phải vất vả cực nhọc thì mới được thưởng, mới được gọi là tự thưởng. Cái điều đó ấy, nó sẽ vô hình dung, nó tạo thành một cái liên kết về mặt tiềm thức cho mình là gì? Vất vả tự thưởng cho bản thân thì nó phải đi với những gì vất vả, cực nhọc, hy sinh. Đó là một cái mối liên kết không có tốt. Nếu như mà bạn nghĩ rằng phải vất vả cực nhọc thì tôi mới có thể tự thưởng được cho bản thân mình, vậy thì làm sao bạn có thể hưởng thụ, làm sao bạn có thể enjoy được cái công việc của mình? Cái bạn cần là cái cảm xúc khi mình làm việc như mình đi chơi, mình làm việc và mình enjoy cái công việc của mình cơ mà, đúng không các anh chị? Nếu như các anh chị là một trong số những người rơi vào cái trường hợp này, hãy xem xét lại định nghĩa về ăn mừng chiến thắng của mình. Hãy xem xét lại định nghĩa về chiến thắng, về thành công. Nó có thể là những việc cực kỳ nhỏ thôi. Ví dụ, tôi đã hoàn thành một chiến dịch thiền 30 ngày. Tôi đã hoàn thành một cuốn sách mà trước tới giờ tôi chưa bao giờ tôi có thói quen đọc sách mà tôi kết thúc được cả. Trước giờ cứ đọc đến được khoảng một nửa cuốn hoặc là 1/3 cuốn là tôi ngưng. Sau đó khi nào tôi hứng lên tôi lại bắt đầu tôi đọc một cái cuốn sách mới. Nhưng lần này là cái lần mà tôi kết thúc được một cuốn sách. Đó đủ để cho các anh chị có thể ăn mừng chiến thắng được rồi đó các anh chị ạ. Nó không cần phải cái gì quá là cao sang đâu. Hoặc tôi cần làm một cái chuỗi livestream về việc kiến thức về sức khỏe hay về dinh dưỡng chẳng hạn. Và cho tới bây giờ tôi đã hoàn thành nó. Đó là một chuỗi livestream kéo dài liên tục trong vòng một tuần. Đủ để các anh chị có thể ăn mừng chiến thắng được rồi. Hãy liên hệ những cái thành công ấy, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó là những thứ mà các anh chị thấy rằng làm được nó là các anh chị bước một chút ra khỏi vùng an toàn rồi. Và các anh chị có thấy không, những người làm những khóa học phát triển bản thân luôn hướng dẫn các anh chị là hãy viết sổ thành công, viết những cái thành công nhỏ nhất trong ngày của bạn, mỗi ngày viết 3 hoặc là 5 cái. Trong năng đoạn kim cương thì mọi người hướng dẫn người ta là hãy viết sổ 3 thời, và sổ 3 thời cũng là một cách để các anh chị lưu lại những cái dấu ấn về sự thành công, về những điều tốt đẹp mình đã làm. Ở đâu người ta cũng nhắc đến cái việc là phải ăn mừng chiến thắng, phải tạo cho cái não bộ này một cái thói quen là ăn mừng chiến thắng, dù là những cái chiến thắng nhỏ nhất, đúng không ạ? Thì đó là nội dung của video này. Tóm lại các anh chị cần, thứ nhất đó là cần phải có hình thành thói quen ăn mừng chiến thắng. Số 2, lên kế hoạch cho nó và dành cho nó 10% từ cái quỹ ăn chơi ấy ạ.
số 2 đó là các anh chị cần phải ăn mừng chiến thắng theo hành trình, theo tiến trình, chứ không phải đợi phải đến đích sau cùng thì tôi mới ăn mừng chiến thắng. Số 3, hãy xem xét lại định nghĩa về thành công của mỗi người. Thành công không nhất thiết phải là làm những gì đó quá cực nhọc, quá vất vả, quá hy sinh. Nó có thể là những cái việc cực kỳ nhỏ nhưng mà nó giúp cho các anh chị đi ra khỏi vùng an toàn. Và bây giờ đến lượt các anh chị chia sẻ cho Hoa ha. Có những cái cách của anh chị, thứ nhất anh chị có thói quen ăn mừng thành công của mình không, ăn mừng chiến thắng hay không? Mỗi khi mà các anh chị đạt được những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra thì các anh chị tự thưởng cho bản thân mình bằng những việc như thế nào? Các anh chị có khó khăn gì không khi các anh chị thực hiện những cái, khi các anh chị hình thành cái thói quen ăn mừng chiến thắng này? Hãy comment ở phía dưới video này, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See you next time.